Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Giới thiệu với mọi người đây chính là vụ rau lần này ở trường mình này. Đấy, các bạn thấy cây rau rất là to nhé. Một cây rau này chắc phải cả cân đấy các bạn. Nhìn chưa? Rất là to. Đó. Ôi cái cây cải này các bạn này. Nhìn cái cây cải này nhá. Ôi trời ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy rau đã không? Cái rau khổng lồ luôn. Cái vụ này, cái đợt này trồng ở trường đấy. Thì cây giống là mình mua sẵn luôn, người ta gieo sẵn á, nên là mình mua cây về, người ta ươm sẵn và trồng. Và chỉ có 1 tháng 5 ngày mà cây rau nó đã tốt như thế này rồi các bạn ạ. Đây, và mình xen ở cái luống này là mình xen cà với rau các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái cây rau cải này. Cái cây này phải cả cân, gần cân một cái cây rau này các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp đợt này thì mình cũng trồng thêm được một hàng hai dây cây mướp này, đồng thời với lại là cây su su, nó đang phát triển rất là tốt nhá. Cũng đây cũng là một cái luống rau đây này. Nhưng mà trong này nó rất là nó thiếu ánh nắng hơn nên là cây cải nó nhỏ hơn một chút xíu. Rất là đẹp các bạn ạ. Giới thiệu mọi người đây chính là cây ngò nhé, cũng rất là mình đã trồng sen cả ngò vào nữa và cả hành để mà lấy khi mà nấu canh thì có cả hành cả ngò luôn, rất là đẹp. Đây mọi người nhìn thấy cây cải, hàng cải ở trường mình này, xanh mơn mởn và rất là đẹp nhé. Đây chính là cái luống rau cải nhé. Đây, cái luống rau cải này rất là tuyệt vời luôn đấy, rất là xanh và non tốt. Và giới thiệu mọi người đây chính là cái cây cải chip nhá. Đây cái cây cải chip này, cái cây cải chip hay gọi là cây cải chân vịt đấy. Đấy rất là to đó. Và toàn bộ cái luống cải chân vịt này thì có 3 luống tất cả nhá, và nó cũng phát triển rất là tốt. Thì thực ra thì những cái vườn rau này ở trường mình ấy thì chỉ cần là chăm sóc tốt thôi là nó đã phát triển được như thế này rồi. Đây một vườn rau rất là tuyệt vời. Đây mình cho các bạn thấy cận cảnh của một cái cây cải nhá. Cận cảnh một cây cải mình nhổ lên nhá. Đây. Cận cảnh một cây cải mình nhổ thì nó sẽ thế nào nhá. Đây. Một cây cải đây. Trời ơi nó tốt như thế này luôn các bạn ạ. Một cây cải khổng lồ. Cái này thôi á, chỉ cần một cây này là một nồi canh đẫy luôn. Đấy, mình chỉ là cần một cây thôi mà nó đã tốt như thế này rồi. Thì thực ra những cái lúc mà buồn buồn lên đây ngắm cái vườn rau này cũng công nhận là cũng thấy nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Giải trí rất là tốt. Đó. Nhìn những cây rau phát triển như thế này thôi chứ mê luôn. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thì nay mình review cho các bạn là đến cái vườn rau đến kỳ thu hoạch như thế thôi. Chào các bạn nhé, và mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để mọi người biết được cái khung cảnh này.